Bạn lại đến video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay em có lên một cái cấu hình năm tắc vip hoàn toàn mới luôn. Mẫu này mẫu mới hoàn toàn luôn nha anh em, chưa ráp lần nào cho anh em nào luôn. Thì giờ em sẽ review qua cái cấu hình mới này nó lên như thế nào nha. Sẵn tí nữa em sẽ test mấy bộ mạch này để gửi cho mấy anh luôn nha. Mấy anh nó có đặt em mấy cái mạch livestream, mạch 300W và thùng âm ly, đầu tiên em sẽ test chung hết rồi em sẽ gửi cho mấy anh nha. Anh em nhiều nha. Chung là giờ là của anh Thắm, nói chung là anh Thắm ở Ninh Thuận mua em rất là nhiều rồi. Lần này chắc lần thứ ba, lần thứ tư gì á, mua em mấy cái mặt rồi nha. Cảm ơn mấy anh ủng hộ em nha. Và anh Long Văn Nhịn nguyên một cái âm bờ ly mạch livestream. Và anh Bé mạch 300W. Và anh Hồng Yến ở Tây Ninh nguyên một bộ livestream giống anh Văn Nhịn luôn nha. Ok, giờ em sẽ test chung với mấy bộ này luôn nha anh em. Giờ trước tiên là em sẽ review qua cái cấu hình em lên năm tắc mới này như thế nào cho anh em nha. Giờ em sẽ quay tặng cảnh lại cho anh em xem cái cấu hình em lên như thế nào nha. Chung là tiêu âm rồi em bắn như hết rồi, bình em bắn như hết. Nói chung là giờ em chỉ bắt ốc vô và test. Sẵn test em test hai cái mẫu mạch cho anh em nghe. Coi con nào hay nha anh em. Bây giờ em sẽ quay tặng cảnh lại cho anh em từng chi tiết cái cấu hình là năm tắc này nha. Ok, bass 50 coi từ 170 coi 65 nha anh em. Nói chung là bass này khác được trước là bass từ đen nè, anh em thấy từ đen nha. Từ đen màng nè. Đây, đặt cho anh em coi nha. Đây, màng hai gân nhưng mà này là nó đi gân sóng nha anh em, nó có sóng nè. Còn cái kia là đi gân trơn hết nha anh em. Con bass này bass mẫu mới luôn. Coi 65 nha anh em. Đây. Coi 65. Rất là tỉ mỉ, làm rất là đẹp tỉ mỉ. Hàng nhập China nha anh em, hàng Trung Quốc hết nha anh em. Mình thì em bắt vô rồi nha, tiêu âm em bắn đầy đủ luôn rồi nha. Đây là chung chung đỏ, chung 16 nha anh em. Đây. Hàng vô luôn rồi nha anh em. Chép thì chép 450 luôn, BA 450. Phân tầng đây nha anh em, phân tầng em bắt vô rồi nha. Đây. Cái phân tầng em đi rồi, phân tầng 3 đường tiến, đánh bắt coi 65 nha. Mạch thì đây, tí em test mạch đây. Mít đây em cũng tí nữa em test dài bộ mít luôn nha. Ok, giờ em sẽ ra cái thùng này cho anh em xem là mạch nằm trên nha anh em. Đây em đã đấu hết rồi, mạch nằm trên. Chung mà mẫu này mẫu mới, mạch nằm trên nha anh em. Này là mấy cái dấu này là nó bị cấn mạch nha, nên anh em đã phải phép đi. Ok, bây giờ em sẽ lên cái cấu hình này cho anh em xem nha. Ok, em đã ráp xong rồi nha anh em. Đây, cái cấu hình nó như thế này nha, rất là đẹp nha, đỏ đen. Thùng thì thùng nâu nha anh em, thùng nâu y như cái thùng của cái này luôn nha. Lên 3, 4, 5, 6. Ok, giờ em sẽ test chung 4 cái bộ mít này trên một mạch này để em biết là cái mạch này nó hoạt động 4 bộ mít hết nha anh em. Như vậy là test như vậy nó sẽ nhanh hơn nha anh em. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên. Ok, em sẽ test mít trước xong tí em sẽ test nhạc bo này. Test nhạc bo này và test mic hai bo, nói chung là so sánh hai bo như nhau nha anh em, để coi so sánh cái bo nào nó hay hơn nha. Giờ em sẽ test trước 4 bộ mic để liền ra nha. Lục lục. Ok, bộ này hoạt động nha anh em. Lên, ba bốn năm sáu, lên 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 ba bốn, 1, 2, 3, 4, 5, lên lên. Ok, hoạt động hết nha anh em, hai tay hoạt động.
lên lên. Lên 3 4 5 6 lên lên 3 4 5 6 1 2. Ok, hoạt động luôn nha anh em. 4 mic em sẽ đi thiên quanh. Giờ em sẽ test nhạc 2 bo này và test hết 4 bo này nha. Sẽ test nhạc so sánh hai cái như thế nào nha. Test cho anh em nghe để coi phân biệt cái nào hay nha. Ok, giờ em sẽ test nhạc nha. Em sẽ test bo 300W xám nha anh em. Ở đây nha. Đây, đây, ok, giờ sẽ để đây. 50 thôi.
giờ em sẽ test mic xong rồi em sẽ nhận xét hai con cho anh em là nghe nha. Giờ em sẽ test bộ mic nữa, mic cũng 50% luôn nha. Rồi. Đây, 3, 4, 5, 6, hiện tại là em để 50% hết nha anh em. Đây, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lên, 3, 4, 5, 6, lên, 3, 4, 5, 6, 1, 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 cũng để 50% như thế này nha. Lên 3, 4, 4, 5, 6. Lên, đây anh em có thể, nếu mà anh em nghe tức là nhận xét nha. Lên 3, 50% hết. 4, 4, 4, 5, 6. Lên 3, 4, 5, 6. Lên 1, 2, 3, 3, 3. Ok, nếu mà anh em đeo tai phone vô thì sẽ dễ nghe nhận xét hơn nha. Ok, vậy em sẽ nhận xét nha. Lên, lên, 3, 4, lên, lên, lên. Ok, vậy em sẽ nghe thấy cái con này, bò này đây, cái tiếng nhạc đó. Nói chung là em thấy nó cặp hơn nha anh em, đánh lớn hơn và mạnh hơn, dẫn để 50, hai bên 50 hết. Con này cũng đông bơi nhưng mà con này đánh lớn hơn. Cái màn quạt này nó đánh trung nhiều hơn nha anh em. Nếu mà anh em ở ngoài anh em sẽ thấy sự khác biệt nha. Con này nhạc yếu hơn, con này nhạc mạnh hơn. Con này quất bách 2 nhưng hiện tại là em chỉ quất bách 1 mà con này cũng quất bách 1. Con này nhạc đánh rất là hay, rất là căng, đánh căng hơn. Nói chung là hay nha nhưng mà nó đánh căng hơn, lớn hơn, mạnh hơn. Vì để hai chế độ 50 hết nhưng mà con này lớn hơn nha anh em. Còn về phần Eco Delay, Eco Reverb thì con này nhảy hơn, hay hơn nha. Thì em đã test rồi. Con này Eco Reverb nói chung là không hay bằng con này. Nói chung là con này được mắt này, được này mắt kia. Con này Eco Reverb rất là hay, rất là vượt. Chúng mà mỗi con xài chip Eco khác nhau luôn anh em. Con này Eco khác nhau, con này Eco khác nhau. Bởi vì tiếng của nó khác nhau luôn nha anh em. Nói chung là mỗi con này nhạc thì mạnh hơn, con này hay hơn. Nói chung là anh em chọn bo nào được, em thấy bo nào cũng 9-10 như nhau thôi, không có con nào thua, chịu thua con nào hết nha. Rồi em sẽ tiếp tục test hai cái mặt kia nữa nha.
ok em đã test xong hết 4 mặt và 4 mục đích. Nói chung là em đã so sánh con này bò và tầm quát màu xám xi măng và bò lai tim và tầm quát. Nói chung là anh em có ở ngoài thì sẽ dễ nhận xét thôi nha. Còn em ở ngoài thì em sẽ nhận xét là bò xám xi măng và tầm quát này nhẹt đánh cặp mít không bằng con này. Con này thì nhẹt hơi yếu nhưng mà hay nhưng mà nó đánh không được quát không tại để nó bơi hết nhưng quát nó không được mạnh bằng cái con này nha anh em. Chung là con 9 con 10 nha. Đây em đã lên cái lưới trắng nha, thùng xám lưới trắng, thùng nâu chứ, thùng nâu lưới trắng nha anh em. Rất là đẹp, mặt đập trên đó, mặt đập trên như thế này nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em nha.